Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tự học lập trình CSAP. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài 22, phần 1, tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng trong CSAP. Nội dung chính của bài học ngày hôm nay chúng ta gồm có 4 phần. Phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về lập trình hướng đối tượng. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là tại sao lại có lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng đối tượng này dùng để làm gì. Sang đến các mục tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng thành phần của một cái class ở trong lập trình hướng đối tượng bao gồm khai báo lớp này, constructor, và property ở phần một nhỏ chúng ta đi vào phần khái quát về lập trình hướng đối tượng thì trước khi đi vào cái lập trình hướng đối tượng chúng ta quay trở lại với một bài toán như sau giả sử như các bạn được giao cho viết một cái phần mềm để quản lý tại một trường học à, chúng ta giả sử như có hai nhóm chúng ta cần quản lý là sinh viên và giảng viên Đó, thì sinh viên các bạn biết là sinh viên thì có tên đúng không tên này có căn cước công dân năm sinh quê quán À, rồi là giảng viên cũng có cái trường như vậy có tên có căn cước công dân năm sinh quê quán Tất nhiên là nó còn rất nhiều các trường khác nữa nhưng đây mình vui ví dụ một vài cái trường cụ thể đối với lập trình thông thường ấy, thì chúng ta sẽ phải khai báo các cái biến như sau này tên cho sinh viên căn cước công dân cho sinh viên năm sinh cho sinh viên và quê quán cho sinh viên như vậy là ít nhất chúng ta đã mất 4 biến ở đây rồi sang đến giảng viên chúng ta lại lặp lại chúng ta lại phải khai báo tên cho giảng viên bởi vì chúng ta không thể lấy cái biến tên của sinh viên để chúng ta lưu cái dữ liệu cho giảng viên được cho nên là lại phải tạo mất 4 biến nữa Như vậy là mất 8 biến để tạo cho cái việc này Chưa kể là sau này chúng ta còn rất nhiều các cái trường khác chúng ta thêm vào Thế thì các bạn thấy là lập trình thông thường ấy nó rất là cồng cành Và khi các bạn gọi biến lại để chúng ta sử dụng Chúng ta cũng không thể nhớ hết tất cả các cái biến mà chúng ta đã khai được Thế nên là nó mới đẻ ra cái lập trình hướng đối tượng Để các bạn có cái nhìn dễ hiểu nhất về lập trình hướng đối tượng Thì mình sẽ đi từ thành phần nhỏ nhất trong lập trình hướng đối tượng đó chính là một đối tượng cụ thể thì một đối tượng cụ thể trong lập trình hướng đối tượng người ta gọi là object. Thì cái đối tượng này nó cũng sẽ giống như một cái đối tượng cụ thể ở trong thế giới thực. Như nào? Ví dụ này, trong sinh viên này này, chúng ta nhắc đến một sinh viên tên là A thì sinh viên A đó là một object hay nói khác nó là một đối tượng cụ thể. Hoặc là chúng ta nhắc đến một cái giảng viên tên là B đó thì giảng viên đó cũng là một đối tượng cụ thể. Hoặc chúng ta bảo nó là một con chó tên là Lucy thì thì đó cũng là một đối tượng cụ thể sau đó thì người ta thấy là mỗi một đối tượng thì có những cái thuộc tính và hành vi riêng thì thuộc tính và hành vi ở đây là cái gì? Thứ nhất thuộc tính nó là các cái đặc điểm của đối tượng rồi hành vi hay người ta gọi là phương thức nó là hành động của đối tượng. Và chúng ta có một cái ví dụ là sinh viên A thì cái đặc tính hay đặc điểm hay là thuộc tính tiếng Anh nó là attribute của cái sinh viên này là gì? Thứ nhất là bạn này bạn ấy có tên đúng không? Có tên này, có căn cước công dân này, có năm sinh, có quê quán, có màu mắt màu nâu rồi bạn quốc tịch Việt Nam vân vân thì tất cả những cái gì nó miêu tả về bạn này thì đó là thuộc tính rồi bạn này bạn ấy có hành động gì hành động hay nói khác là gì là phương thức hay là hành vi tiếng Anh người ta gọi là method thì bạn này bạn ấy có thể học này có thể chơi này có thể đăng ký học phần này có thể ngủ này có thể đọc sách vân vân thì tất cả những cái gì liên quan đến cái hành động của bạn ấy chúng ta có thể gọi là phương thức ở trong lập trình đối tượng Tiếp theo đó thì người ta thấy rằng là cái nhóm sinh viên này và giảng viên này đều có chung thuộc tính. Thì người ta mới nghĩ ra là người ta nhóm toàn bộ các cái đối tượng có chung phương thức và chung thuộc tính giống nhau gom thành một lớp để dễ quản lý. Giả sử như các bạn thấy là chúng ta gom sinh viên, gom giảng viên thành một cái lớp để chúng ta quản lý đó là lớp trường học. Ở trong thực tế chúng ta sẽ có lớp gì? Ví dụ như là lớp chim này, tức là gom các loài chim vào nhau để chúng ta dễ quản lý, lớp thú gom các con thú vào, đúng không? Rồi là lớp người, lớp động vật, lớp thực vật. thì tất cả những cái lớp như vậy nó đều là chúng ta gom các cái đặc điểm chung để chúng ta dễ quản lý. Thì trong lập trình nó cũng tương tự như vậy. Sau này các bạn học những cái bài sau về lập trình hướng đối tượng thì chúng ta sẽ khai báo tất cả những cái thuộc tính chung và phương thức chung ở trong cái class cha và class con nó sẽ thừa hưởng, nó sẽ không cần khai báo lại nữa, nó chỉ cần gọi ra để nó thực hiện thôi. Và chính vì thế nó làm cho cái cốt chúng ta nó ngắn nó gọn hơn và dễ hiểu hơn Cũng như là chúng ta đỡ phải nhớ nhiều biến hơn Bên cạnh đó thì lập trình hướng đối tượng cũng có các cái mức độ truy xuất Ví dụ như là public là công khai hoặc là protected private Để chúng ta bảo vệ các cái trường dữ liệu khỏi người dùng Sang phần 2 khai báo lớp này Thì thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về quy tắc đặt tên lớp Thì tên lớp chúng ta đặt dưới dạng là một danh từ hoặc là một cụm danh từ Và nên viết hoa chữ cái đầu tiên ví dụ như sau các bạn có lớp ô uh, tô đúng không lớp ô tô này lớp chim này lớp bướm này rồi lớp sinh viên thì các bạn thấy chữ s chúng ta viết hoa không? sinh viên đây là quy tắc chúng ta nên tuân theo cái thứ hai nữa là chúng ta không được bắt đầu bằng số nó giống với quy tắc đặt tên biến rồi không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt không trùng với keyword thì tất cả những cái này chúng ta để biết thôi bởi vì là các bạn có cố tình nhập sai đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể chạy được chương trình cho nên là chúng ta cũng không lo sai cái này rồi tiếp theo thì các bạn nhìn cái cấu trúc chung của một lớp này chúng ta có tên lớp đúng không class cách tên lớp và chúng ta mở ngoặc nhọn ra là khối lệnh của lớp ở trong này khối lệnh của lớp thì bao gồm chúng ta khai báo biến lớp này hay nói là thuộc tính này rồi là khai báo phương thức vân vân thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng phần này sau vì chúng ta sẽ mở video lên chúng ta sẽ thử tạo một cái class nhé chọn create new này Còn số app next này là bài 22. Học OOP buổi 1. Để tạo class thì các bạn nhìn sang cái cột bên phải này, chúng ta sẽ nháy chuột phải vào tên của cái bài mà chúng ta vừa tạo ra. Sau đó các bạn chọn vào add. Rồi chọn sang class. Một bảng hiện ra như này, chúng ta gõ vào cái tên class chúng ta mong muốn. Giả sử như ở đây chúng ta chọn gì? Sinh viên. Các bạn gõ chữ sinh nhé, chữ S viết hoa này, viên theo đúng quy tắc là chúng ta viết hoa chữ cái đầu tiên. Tất nhiên là các chữ cái đầu sau chúng ta cũng viết hoa rồi. S này. Đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tạo được một cái class là sinh viên. Ở đây chúng ta sẽ sửa cái thằng internal này thành public. Đó, còn cái public hay internal nó là cái gì thì sau này chúng ta sẽ học sau. Tạm thời các bạn cứ sửa như này đã nhá. Đó thì cái khối lệnh của thằng class trong sinh viên chúng ta sẽ gõ ở đây nó cũng giống như cái thằng chương trình chính của chúng ta thôi đúng không bây giờ chúng ta sang phần 4 là chúng ta tạo một cái đối tượng mới thuộc cái lớp đó thì để tạo đối tượng chúng ta dùng gì chúng ta sẽ gọi cái tên class ra này tên lớp ra này được tên lớp sau đó thì đến tên của đối tượng mà chúng ta muốn tạo sau đó thì bằng new nó có cái keyword new này tên lớp ví dụ như các bạn muốn tạo một cái sinh viên một nằm trong cái class sinh viên thì như này sinh viên hai như này các bạn mở video lên chúng ta cố thử nhá các bạn sẽ lên cái tab program.cs nhé chúng ta sẽ chuyển sang chương trình chính để tạo đối tượng thì vừa nãy chúng ta học lý thuyết rồi là class là cái nhóm chung đúng không bây giờ chúng ta muốn tạo ra từng đối tượng cụ thể tức là từng cái bạn sinh viên a sinh viên b ấy, thì chúng ta phải khởi tạo thì khởi tạo một cách nào ta gọi là gọi cái class sinh viên ra đấy đầu tiên là tên class này sau đó cách tên biến tên cái đối tượng mà chúng ta cần tạo ấy là sinh viên một trạng đấy bằng new sinh viên như này như vậy chúng ta đã khởi tạo thành công một cái đối tượng cụ thể nằm trong class sinh viên. Các cái sinh viên sau cũng tương tự, các bạn có thể ghi là sinh viên 2, sinh viên 3 vân vân tùy. Cái sinh viên này là tên của cái đối tượng nhá, thì các bạn để cái gì cũng được, các bạn thích A B C D F này cũng được này. À, nhưng mà chúng ta đang là ví dụ đang học thì chúng ta sẽ để cái sinh viên 1, sinh viên 2 để tí chúng ta gọi lại cho nó dễ thôi. Tất nhiên là class ở bên này, các bạn sinh viên .cs này, các bạn chưa khai báo gì cho nên toàn bộ cái thông tin của class thông tin của cái đối tượng này này nó chả có gì cả đúng chưa thì chúng ta sẽ học sau ở phần 5 chúng ta tìm hiểu về biến lớp biến lớp thì quy tắc hay báo nó cũng giống với biến thông thường tức là không được bắt đầu bằng chữ số này không được bắt đầu bằng ký tự đặc biệt này và không được trùng với keyword trong xí ngoài ra thì tuân theo quy tắc lạc đà quy tắc lạc đà thì những buổi đầu mình đã nói rồi đúng không chúng ta sẽ viết thường cái chữ cái đầu tiên còn từ những cái chữ cái đầu tiên cụm sau là chúng ta sẽ viết hoa ví dụ như cái tên biến này, này đúng không chữ t đầu tiên viết thường nhưng chữ b đằng sau này lại viết hoa đúng không cạnh huyền cũng thế thì đây là quy tắc lạc đà ở những buổi đầu mình đã nói rồi chúng ta tìm hiểu về mức độ truy xuất cái slide đầu mình cũng đã nhắc đến cái này rồi đúng không chúng ta có public là truy xuất được ở mọi nơi tức là công cộng công khai còn private là chúng ta truy xuất ở trong nội bộ class tức là chỉ trong class đó truy xuất được thôi protected là chỉ truy xuất ở trong class hoặc là class con Kế thừa này tức là class con nhá, tí chúng ta sẽ hiểu dần sau. còn bây giờ các bạn cứ nắm như vậy đã. các bạn chú ý là quy tắc chúng ta khai báo thuộc tính. Ý. nếu chúng ta chỉ khai báo trong class thì chúng ta sẽ sử dụng private. bởi vì chỉ cái thằng private này này là chúng ta khai báo trong class được thôi. còn nếu mà chúng ta muốn dùng kế thừa tức là dùng ở trong class con nữa thì chúng ta sẽ sử dụng protected. nó là do cái chú ý này thôi nhé. còn cái biến lớp này chúng ta sẽ không sử dụng public để chúng ta khai báo. Thì đây là quy tắc chung. Nên là ở đây mình có đốt một cái chú ý là kể cả các bạn dùng public thì chương trình các bạn vẫn chạy bình thường nha. Chả ảnh hưởng gì. Tuy nhiên là đây là quy định. Cho nên chúng ta sẽ phải tuân theo. Và tại sao? Thì các bạn hiểu như này này. Giả sử như các bạn là một cái sinh viên đi. Các bạn là vào để các bạn đăng ký học phần đi. Đúng không? Thì các bạn chỉ cần quan tâm đến là cái lớp nó hiển thị trên đấy là lớp toán, lớp tin hay học phần đó là học phần gì thôi. Đúng không? Chứ các bạn không hề quan tâm là à tên của các bạn hay là cái học phần này nó đang lưu ở trong biến lưu ở trong cái biến nào ở trong trong cái data ở trong 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 cái file quản lý phần mềm của trường à, tất cả những cái thông tin đó đều được ẩn đi rồi đúng không và chỉ những cái hacker hoặc chúng ta muốn có ý đồ gì đó can thiệp vào dữ liệu thì chúng ta muốn đi tìm xem là các cái table các cái bảng các cái biến ở trong đó là gì thôi cho nên khi các bạn lập trình thì các bạn phải chú ý cái quy tắc này là chúng ta sẽ phải giấu nhẹm toàn bộ cái biến này đi nhé chúng ta quay trở lại video các bạn chọn sang cái tab sinh viên để chúng ta vào class sinh viên chúng ta code nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến lớp. Để khai báo biến lớp thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đẩy vào cái thuộc tính của nó là public hay là private hay là protected. Đấy như mình vừa nãy mình nói rồi, không dùng public đúng không? Không dùng công khai. Và chúng ta chỉ sử dụng private hoặc protected thôi. Dùng private trong trường hợp là chúng ta dùng trong nội bộ cái lớp sinh viên này. Còn sau này chúng ta học đến kế thừa, chúng ta có thể dùng thằng protected để chúng ta kế thừa thì cái đấy chúng ta học sau bây giờ chúng ta đến gì kiểu biến là int và chúng ta nhập vào tên biến theo quy tắc lạc đà đúng không chữ cái đầu tiên viết thường còn chữ cái đầu sau chúng ta viết hoa ở đây chẳng hạn như mình để là mã sinh viên như này tiếp theo là chúng ta khai báo thằng tên đúng không private cũng như này nhưng mà tên thì nó là kiểu gì kiểu sự trinh trinh rồi là tên sinh viên đúng không? tên sinh viên như này sang phần 6 chúng ta tìm hiểu về constructor tức là hàm tạo thì cái hàm này nó để dùng để khởi tạo giá trị cho đối tượng khi đối tượng được sinh ra ví dụ như vừa nãy là các bạn tạo ra cái đối tượng là sinh viên 1, sinh viên 2 bằng new sinh viên đúng không thì khi chưa có cái này thì chúng ta thấy là sinh viên 1, sinh viên 2 chúng ta đang rỗng không có gì bên trong thì chúng ta sẽ sử dụng contractor để chúng ta khởi tạo quy tắc đặt tên của contractor sẽ để giống tên lớp ví dụ như các bạn có cái lớp class sinh viên đây đúng không thì contractor chúng ta tạo là tên giống hệt như nó có thêm cái ngoặc này Contractor chúng ta có hai loại Một là chúng ta khởi tạo cái giá trị mặc định cho đối tượng Hai là chúng ta khởi tạo cái giá trị Do người dùng người ta truyền vào Thì bây giờ các bạn mở visual lên Chúng ta sẽ cốt thử hai trường hợp này xem như nào Chúng ta sẽ vào tiếp cái phần sinh viên Class sinh viên để chúng ta cốt tiếp trong class này nhé Chúng ta sẽ khai báo Contractor dạng một là khởi tạo giá trị mặc định cho đối tượng Cách khai báo này Chúng ta sẽ đẩy vào cái mức độ truy xuất Để public Sau đó thì đến tên luôn chúng ta sẽ không có kiểu dữ liệu trả về ở đây nhá tên luôn là sinh viên này đó các bạn để ý, ý, là giống với tên class và vì nó là một trường hợp đặc biệt của phương thức nên nó sẽ có cái ngoặc này chúng ta sẽ có mở ngoặc nhọn khối lệnh của con tractor đầu tiên bây giờ các bạn nhập đây là zit này zit chấm mã sinh viên bằng chúng ta sẽ để không đây nhá enter xuống zit chấm tên sinh viên bằng no name chẳng thế chấm phẩy thì hai cái này có tác dụng để làm gì cái từ khóa zip này tí mình sẽ giải thích sau còn hiện tại bây giờ là chúng ta hiểu là khi người dùng mà không truyền gì vào cho cái đối tượng mới khởi tạo thì giá trị mặc định của mã sinh viên của cái bạn đó sẽ bằng không và tên sinh viên của bạn đó sẽ là no name đây là cách khai báo thứ nhất khi người dùng không truyền gì vào gán giá trị mặc định đây là con thứ hai này chúng ta sẽ khởi tạo giá trị cho đối tượng do người dùng truyền vào Đầu tiên là mức độ truy xuất này public. Cách tên tên của contractor trùng với tên class đúng không ạ? Vì chúng ta cho người dùng truyền vào cho nên chúng ta phải khai báo biến int mã sinh viên. Thường là chúng ta sẽ khai báo cái tên này nó sẽ trùng với cái tên biến bên trên này nhá. mã sinh viên này phải string tên sinh viên. Rồi chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn khối lệnh nó ra truyền vào git chấm mã sinh viên bằng mã sinh viên enter xuống nó sẽ tự gợi ý như này ở đây có nghĩa như nào giả sử như các bạn tạo ra một đối tượng mới là sinh viên 3 bằng sinh viên sau đó chúng ta mở ngoặc ra chúng ta gắn vào cái giá trị là 3 này rồi tên là tèo này thì tự động cái mã số sinh viên 3 đó nó sẽ gắn cho cái giá trị của sinh viên tên là 3 ở bên này tên sinh viên tương tự là tèo nó sẽ gắn cho cái tên sinh viên của cái đối tượng sinh viên 3 đó ở bên này thì cái thằng zit này này nó chính là nó thay cho các cái tên đối tượng mà các bạn tạo ra Zit này có thể là sinh viên 1, sinh viên 2, sinh viên 3 cụ thể của các bạn Thì trong thằng CSAP nó sẽ tự hiểu khi các bạn gọi sinh viên 1, 2, 3 ra Thì tự thằng Zit này nó sẽ truy xuất đến cái thằng tên sinh viên, mã sinh viên của cái đối tượng cụ thể đó nhá. Thì các bạn có thể hiểu nôm na là cái đối tượng cụ thể đó nó sẽ gắn vào cái thằng Zit này để nó gọi tên ra Theo từng cái biến mà chúng ta cần truy xuất đến Sang phần 7 chúng ta tìm hiểu về property do cái chú ý ở mục 5 là chúng ta khai báo thuộc tính hay nói khác là cái biến lớp của bạn ấy là gì là chỉ sử dụng private và protected thôi cho nên là chúng ta sẽ không truy xuất được từ bên ngoài tức là người dùng bình thường không truy xuất được và kể cả chúng ta cũng sẽ không truy xuất được và nếu chúng ta là quản trị viên và là admin thì chúng ta sẽ phải cấp quyền cho những người được quyền vào xem được quyền vào sửa đúng không nên là chúng ta mới đẻ ra cái thằng property này để chúng ta vẫn vào xem được nhưng mà chỉ khi lập trình viên hoặc là chỉ khi admin chúng ta những người nhóm người nào đó thôi chúng ta vào xem được thôi còn người bình thường sẽ không xem được thì sinh ra cái property này để làm nhiệm vụ như vậy thì nhiều bạn thắc mắc là tại sao rõ ràng chúng ta không để public rồi mà chúng ta lại vẫn muốn can thiệp vào vẫn muốn xem nó sửa nó đúng không các bạn quay trở lại Visual Studio chúng ta sẽ chuyển lại cái chương trình chính này bây giờ chúng ta sẽ xuất thử cái thông tin của sinh viên 1 và sinh viên 2 nhá CVK tap tap này các bạn xuất ra là sinh viên 1, chấm này. khi các bạn chấm ý, thì các bạn thấy là không hề có mã sinh viên hay tên sinh viên ở đây để chúng ta xem đúng không nhìn kiểm tra danh sách này bây giờ chúng ta quay trở lại cái class sinh viên của chúng ta vì chúng ta đang khai báo private cho nên là nó không lộ ra cho người dùng xem và chúng ta cũng không truy xuất được chúng ta thử sửa lại thành public chúng ta thử vi phạm nội quy nha public cái này chỉ là quy định thôi mà chúng ta làm sai nó vẫn thực hiện bình thường nên các bạn cứ thử sửa đi thử để các bạn hiểu thôi thử public này bây giờ chúng ta quay trở lại chương trình chính này sinh viên một chấm rồi các bạn thấy cái mã sinh viên nó hiện ở đây chưa ăn chỗ d này tên sinh viên đó ở đây chúng ta dùng gì còn số chấm ricky để dừng màn hình lại read key nhá ngoặc đóng ngoặc chấm phải bây giờ các bạn ấn f5 thử này chạy này đó, thì chúng ta sẽ nhận được giá trị là mã sinh viên mặc định đang bằng không và tên là nâu no name. không à, và nâu no name này là do chúng ta khởi tạo ở đây đúng không đây này mã sinh viên bằng không này và no name này đó bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chương trình chính giả sử như chúng ta là một sinh viên tòng mạch chúng ta phát hiện rằng ông lập trình này ông ấy đang để tên biến là public à, chúng ta sẽ can thiệp và chúng ta nghịch chúng ta sẽ gọi sinh viên một chấm mã sinh viên rồi, chúng ta gán bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, cho đẹp, dễ nhớ. Mã sinh viên của ta khó nhớ quá đúng không? Đổi. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra thử xem là cái mã sinh viên sau khi chúng ta can thiệp nhé. Can thiệp từ bên ngoài luôn. C với kép này. Tap tap này. Các bạn xuất ra cái thằng sinh viên 1 chấm mã. Để xem mã nó ra cái gì rồi. Rồi, F5 này. Đó, các bạn thấy mã ban đầu bằng 0 đúng không? Mã sau chúng ta can thiệp thẳng luôn, sẽ ra là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 như này luôn rồi. Đó như vậy là rất nguy hiểm. Cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng public mà chúng ta sẽ để gì? protected ở đây hoặc là private. Trong trường hợp này chúng ta sẽ để private nhá. Private này, đó, sửa lại private bên dưới nữa. Rồi bây giờ vì chúng ta dùng private nên chúng ta sẽ không truy xuất được như này nữa Các bạn nhìn thấy nó đỏ hết lên không Nó không còn tồn tại cái mã sinh viên và tên sinh viên như này nữa mà chúng ta sửa nữa Không thể sửa nổi luôn Cho nên là chúng ta mới sinh ra cái property Để chúng ta cấp quyền cho những người có quyền Sau này các bạn có thể viết thêm các cái đoạn code để chúng ta cho những nhóm người dùng nào đó Được can thiệp vào, được sửa đổi thôi đúng không Bây giờ chúng ta sẽ quay lại class sinh viên này Chúng ta sẽ khai báo thêm cái property để chúng ta có thể truy xuất và sửa dữ liệu khi chúng ta mong muốn. Các bạn viết ở dưới cái thằng Contractor này nhá. Đây là khai báo property này. Để khai báo thì đầu tiên chúng ta đưa vào cái mức độ truy xuất là public. Cách này, kiểu biến là string này. Sau đó thì đến tên của cái thằng property. Lưu ý là tên của property chúng ta sẽ nên để giống với tên biến. Tuy nhiên, chữ cái đầu tiên chúng ta viết hoa lên. Thì tí nữa các bạn sang cái phần chương trình chính, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt chúng ta để tên viết hoa viết thường là để làm gì nhá bây giờ tạm thời các bạn cứ hiểu là chúng ta viết giống như thế nhưng tên chữ cái đầu tiên chúng ta viết hoa lên các bạn thấy không tên sinh viên chữ cái đầu tiên này viết hoa này còn thằng biến chúng ta tên như tên viết thường đó để chúng ta phân biệt thôi mà rồi xuống này các bạn mở khối lệnh ra này và các bạn đưa vào hai thằng thằng đầu tiên là get chúng ta sẽ return về tên sinh viên cái này sẽ để get giá trị để đọc Rồi Cái thuộc tính thứ hai là set đấy, Chúng ta sẽ mở ngoặc ra tên sinh viên bằng value Như này sau này chúng ta sẽ gọi cái giá trị ra Và chúng ta gắn giá trị cho nó được Set này dùng để set giá trị hay là thay đổi giá trị nhé Set giá trị Đặt giá trị đấy Hai cái này sau này chúng ta sẽ để một cái để đọc Còn một cái để chúng ta gắn giá trị để thay đổi cho nó Như vậy chúng ta đã viết xong cái property thứ nhất Cho cái thằng tên sinh viên rồi Bây giờ chúng ta sẽ viết cái thứ hai cho mã sinh viên đúng không? Cũng tương tự như vậy thôi public int này mã sinh viên các bạn nhìn cái mã sinh viên đây không biến mã sinh viên đây thì chúng ta các bạn để như này cũng được này mã sinh viên này cũng được này nhưng mà chúng ta nên tuân theo một quy tắc thôi để chúng ta dễ quản lý tên biến và property nhé mã sinh viên này các bạn sửa cái chữ m thành hoa lưu ý này xuống dòng này tiếp theo là chúng ta lại xét tiếp và get tiếp đẩy vào hai cái biến để chúng ta đọc và sửa sau này chúng ta mong muốn Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chương trình chính. Các bạn nhìn này. Vừa nãy chúng ta gọi chấm mã sinh viên và mã sinh viên này chính là là tên biến đúng không? Và vừa rồi chúng ta cố tình đổi chữ M thành viết hoa để chúng ta khai báo cái property. À các bạn nhìn thấy tác dụng chưa? Bây giờ nếu như vừa nãy chúng ta để M thường giống nhau thì có phải là sang đây lệnh nó vẫn chạy đúng không? Nó vẫn chạy nhá. Nhưng các bạn sẽ không phân biệt được là đang chạy property hay chạy tên biến bởi vì nó giống nhau nên là quy tắc là chúng ta sẽ để cái chữ M viết hoa lên để chúng ta phân biệt rằng A à, cái biến này chúng ta đã để private rồi, đúng không? Thì chúng ta dùng cái tên nó khác đi mà. Đó. Thì đây là cái quy tắc thôi. Các bạn để giống nó vẫn chạy bình thường nhá. Các bạn thử sửa giống cho xem, vẫn chạy bình thường. Nhưng các bạn sẽ không phân biệt được cái tên biến với cái tên property, đúng không? Ở đây cũng thế này. Cái tên thi viên nhỏ tức là tên biến thì không có tác dụng, nhưng khi chúng ta sửa T to thì có tác dụng, đúng chưa? Đây cũng thế, sửa thành M to thì có tác dụng và chúng ta vẫn can thiệp vẫn sửa đổi được tuy nhiên chúng ta qua cái property này đó thì các bạn à, có thể thấy là chúng ta vẫn đang sửa trong chương trình chính tuy nhiên sau này các bạn sẽ có thể cốt thêm cái đoạn là để chúng ta cho những nhóm thành viên nào đó thôi quản trị viên thì mới can thiệp được vào các phương thức này thôi thì lúc đó thì chúng ta sẽ không sợ người dùng bình thường xem được nữa đúng không ạ chúng ta sẽ F5 chạy lại rồi xem lỗi gì đây Uh, mã sinh viên đây Sửa cái này thì mờ to nữa F5 Đó, như vậy là chúng ta vẫn sửa được Nhưng mà lần này chúng ta thông qua property Chứ không phải sửa trực tiếp từ biến Và cái biến chúng ta vẫn đang được để Chế độ private Ở phần cuối này chúng ta sẽ tìm hiểu chung nhất Về cách nhập xuất thông tin cho đối tượng Vừa nãy chúng ta đã thử một số thao tác rồi Tuy nhiên mình sẽ khái quát lại để chúng ta có cái nhìn Tổng quan nhất nhé Thứ nhất là chúng ta tạo đối tượng Thì có phải các bạn gõ là tên class này cách tên đối tượng bằng new tên lớp đúng không? đấy chúng ta xuất thông tin của một cái sinh viên một ra thì chúng ta gì gõ sinh viên một chấm mã sinh viên gõ sinh viên một chấm tên sinh viên đúng chưa? Đó, thì ra kết quả như này Và trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà chúng ta có đối số chuyển vào thì vừa nãy chúng ta chưa chưa test thử thì tí nữa các bạn sẽ test tức là gì chúng ta sẽ khai báo một đối tượng mới giống như thế nhưng mà chúng ta chuyển giá trị luôn vào vừa nãy chúng ta tạo sinh viên một sinh viên hai nhưng mà gì dùng cái giá trị mặc định thôi đúng không thì chúng ta sẽ test cái trường hợp này cái thứ ba nữa là sửa sửa giá trị thì chúng ta cũng chỉ cần gọi ra thôi sinh viên một chấm mã sinh viên rồi sinh viên một chấm tên sinh viên để chúng ta gán giá trị bây giờ chúng ta sẽ test lại một lần nữa nhá các bạn quay trở lại chương trình chính này chúng ta sẽ xóa hết cái này đi chỉ để lại cái còn số chấm để dừng màn hình thôi đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một đối tượng mới nhưng mà không chuyển giá trị thì chúng ta tạo bằng gì gõ tên class này tên đối tượng đúng không ạ bằng new sinh viên như này tên đối tượng chúng ta sẽ để là sinh viên một nhá tí chúng ta sẽ tạo ra là hai ba bốn năm rồi sinh viên hai à, khi tạo hai đối tượng như này thì nó sẽ nhận giá trị mặc định là mã sinh viên bằng không và tên sinh viên bằng no name là do cái con bên này đây rồi con charcter đầu tiên này khi chúng ta không gắn giá trị gì cho nó thì con tơ nó sẽ quy định là mã sinh viên bằng không và no name như vậy các bạn sẽ được ôn lại là cái phần constructor này để làm gì nhá nó sẽ khởi tạo giá trị mặc định cho đối tượng được chưa đấy là ý đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ xuất thử này xuất thử thông tin này xuất thông tin bằng cách nào cvk tap tap này chúng ta sẽ xuất thằng nào ra thì gõ đối tượng đó ra thôi sinh viên một chấm mã sinh viên đó. sinh viên 2 chấm mã sinh viên sau đó thì sinh viên 1 tên sinh viên tên sinh viên sinh viên 2 chấm tên sinh viên à, thì các bạn sẽ nhận được giá trị không và nâu nêm F5 này không và nâu nêm đúng chưa bây giờ chúng ta sẽ xuất theo kiểu là có cả tên và mã được không nó chỉ là biến bình thường thôi mà CVK này à, chẳng hạn như các bạn xuất ra cái chuỗi là gì à, tên sinh viên là chẳng thế là ở đây hai chấm này các bạn cộng với sinh viên 1 chấm tên sinh viên. Đó, nó vẫn như bình thường thôi. Xuất được bình thường nhá, đây. Em năm này. nó tên sinh viên một là đúng không? No name, đó. Thì các bạn viết bình thường nhá, xuất bình thường nó là biến. Trường hợp 2 là chúng ta sẽ tạo một đối tượng nhưng mà truyền luôn giá trị cho nó. Tức là chúng ta sử dụng cái contractor thứ hai này đó ta gắn giá trị khai báo vẫn giống như bên trên là gì tạo một đối tượng mới là sinh viên cách sinh viên 3 đúng không ạ tạo một đối tượng là sinh viên 3 bằng new sinh viên nhưng lúc này chúng ta chuyển giá trị luôn này chuyển hai cái giá trị vào trong ngoặc này các bạn nhìn khai báo bên contractor này không Đấy, chúng ta sẽ chuyển giá trị là mã sinh viên và tên sinh viên đó thì nó sẽ tự động gán cho cái thằng sinh viên 3 ở đây Đấy, zip này nó sẽ thay thế cho sinh viên 3 rồi chúng ta sẽ nhập vào là mã là ba này là số nguyên đúng chưa tên này tên là Nguyễn Văn Ba rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất ra cvk tập tap xuất ra là tên sinh viên ba là đúng không ạ sinh viên ba là ở đây các bạn cộng với sinh viên ba chấm tên sinh viên đó chúng ta vẫn xử lý với cái biến bình thường thôi và cái tên sinh viên này các bạn nhớ là cái gì không tên sinh viên viết hoa này này nó là cái property là cái phương thức mà chúng ta dùng để để đọc đúng không ạ property để đọc và để sửa thằng get này sẽ dùng để đọc F5 này các bạn sẽ nhận được cái tên của sinh viên 3 Thấy chưa sinh viên 3 tên là như này nó bị lỗi phông thì các bạn vẫn sử dụng là console chấm encoding nhá console chấm encode thì cái này nó không quan trọng lắm rồi em năm lại này đó tên sinh viên 3 là nguyễn văn ba không bị lỗi phông nữa tương tự với việc là chúng ta xuất mã ra à, phần tiếp theo là chúng ta sử dụng cái gì sử dụng cái property ở đây để chúng ta sửa đổi dữ liệu bằng việc chúng ta set value đúng không thì có set value như nào sửa dữ liệu này chúng ta sẽ gọi cái dữ liệu thôi à, sinh viên 3. chấm mã chúng ta sửa mã sinh viên đúng không bằng Chúng ta cho bạn này bạn đây là mã 123 đi. Chấm phẩy. Rồi sinh viên 3. Chấm tên sinh viên bằng Obama. Chấm phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ xuất lại cái tên và cái mã của sinh viên 3 sau khi chúng ta sửa đổi. Tên sinh viên 3 là đúng không ạ? Rồi mã sinh viên 3 là sửa mã thôi. Mã. Ở đây là mã sinh viên. Rồi F5 à, Như vậy là chúng ta sẽ sửa được cái tên của sinh viên 3 là Obama Và mã sinh viên 3 là 123 Đấy. Các bạn nhìn lại cái cấu trúc tổng quan của class này Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến Đúng chưa Đây mình sẽ để to lên nha nhé Đầu tiên là sẽ phải khai báo biến lớp Nó có hai biến là mã sinh viên và tên sinh viên Cách khai báo thì chúng ta sẽ để private hoặc là protected Để chúng ta bảo vệ dữ liệu Tiếp theo là chúng ta khai báo contractor để khởi tạo các cái giá trị ban đầu cho đối tượng, được chưa? Phần cuối cùng là các property để chúng ta có thể can thiệp vào, đọc và sửa lại dữ liệu. Bởi vì chúng ta đã sử dụng private để chúng ta khóa các biến này lại rồi, không công khai ra ngoài, đúng không? Bài học về lập trình hướng đối tượng buổi 1 hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức của bài 1 trong ngày hôm nay để các bạn tiện ôn lại và tiện theo dõi nhé các bạn hãy nhớ rèn luyện để chúng ta cốt đi cốt lại cái phần cốt vừa rồi bởi vì sang bài sau mình sẽ lướt nhanh hơn và không nhắc lại các phần này nhiều nữa ok như vậy là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi